Sáng nay, tại huyện Văn Giang, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch tập trung phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án Dream City Đại An trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 đã khởi tố 50 vụ 76 bị can về hành vi tàng trữ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 559 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hỗ trợ bàn giao 545 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy về địa phương nơi cư trú để quản lý theo quy định. Tổ chức ký cam kết đối với 100% người quản lý lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh lưu trú về việc sử dụng lao động, duy trì hoạt động 36 tổ tự quản tại các xã trên địa bàn huyện Văn Giang và Lâm Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh, sau một tháng thực hiện kế hoạch tập trung phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, nhìn chung tình hình về tội phạm ma túy trên địa bàn hai huyện Văn Giang, Văn Lâm đã được kiểm soát. Thời gian tới, để giữ được kết quả đạt được, lực lượng chức năng tỉnh và các địa phương cần tiếp tục thực hiện và đẩy sâu hơn các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, chú trọng tăng cường quản lý kiểm tra loại hình kinh doanh nhà trọ đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nhà thầu doanh nghiệp cần phải phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và địa phương để quản lý người lao động. Bên cạnh đó cũng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình an ninh trật tự tại các địa phương lân cận huyện Văn Giang, Văn Lâm.